Rồi, hello xin chào các bạn. Bữa nay là ngày 24 tây tháng 5, 2024. À, thân có bán hai chiếc xe à, cho hai khách. Một khách là ở Châu Phú An Giang, anh này là tên anh tên Sinh gì đó các bạn. Còn anh này là anh Phong, anh Phong ở bên Phú Quốc. À, khách này là khách đầu tiên mua xe bên cửa hàng nha các bạn. Chiếc này nè, là ảnh có mua bên cửa hàng thân một chiếc, đó là chiếc đầu tiên. Còn chiếc xe này là, này, là chiếc xe thứ ba mà anh anh Phong muốn mua bên cửa hàng rồi thì trước tiên thì thằng sẽ quay cái chiếc xe mà Khu chờ Neo Fi à, đời 2008 này trước nha các bạn. Con này là đầu số máy là đầu 20 nha anh em. À, đời này thì đời là coi như là đời đầu của FI à cũng là cái đời mà máy móc nó im nhất, ok nhất. À, nhưng mà có cái là chiếc xe này à, anh khách nâng cấp thêm một chỗ à, là ảnh bù lên 2 triệu để anh lấy cái lòng thằng quay y 2010, mười quay y mà mẫu neo đó anh em nha có nâng cấp thêm cục máy tại vì khách cũng biết chơi xe các bạn ha còn bản thân cái chiếc xe thì cục máy cái lòng của nó cũng ok nha anh em tại thường thường người thân sử dụng là cái lòng hãng của honda nha à, những cái phần đồ phụ tùng này thì thăng lắp đặt cũng giống như những chiếc xe à, mỗi khi mà thân hay dọn nha rồi thôi à, thân mời anh em mình cùng xem chi tiết trước đi ha rồi cái giá tiền thì tí nữa thân cũng sẽ công khai à, để anh em nào có nhu cầu tham khảo thì anh em có thể tham khảo những chiếc xe đang, đang bán nha rồi còn về phần dàn chân trước đi nha các bạn à, dàn chân trước thì xe này là thân sử dụng là cặp vỏ igc à, inu của hãng nha anh em à, đĩa thì thân xài là đĩa hãng hàng xếp bịch nha anh em chứ không phải là đĩa theo xe xưa giờ nha hàng xếp bịch à, cái đĩa này thì bữa nay hơn triệu xíu nha còn mâm thì thân đi mâm fi ghim nguyên thủy nha anh em bố thắng là tất cả các thứ nha ốc và bố thắng cái nào đi kèm là thân sử dụng là đầu hãng sẽ bịch hết dây dầu nữa các bạn bát, bát dây dầu nữa ha tất cả này là thân nâng cấp hết nha anh em à còn về phần dàn chân <laughs> cặp lóc nha anh em lóc thì thăng sơn tĩnh điện dưới sườn sườn lóc là thăng sơn tĩnh điện cái đó thì tùy theo anh em ví dụ như anh em nào muốn mua cái lóc hãng hay là cặt tay hãng thì anh em cứ dặn bên cửa hàng thăng, thăng lắp cho anh em thôi cũng được ha Rất là tùy theo các bạn Còn anh em nào muốn thân sơn tính điện thì thân sẽ sơn à, Hãng thì người ta có chế độ bảo hành của hãng Còn riêng à, mấy cái đồ mà thân làm bên cửa hàng của mình nha Sơn tính điện thì thăng cũng có bảo hành 3 năm chung với cái phần cục máy nha anh em Đó, Thì cục máy thì thăng bảo hành cho anh em 3 năm à, sử dụng à, Máy móc đồ nọ các thứ nha anh em với yeah, đặc biệt nha, xe này là tất cả những xe là khách đặt cọc trước thôi ha. À, chưa, chưa hẳn là khách sẽ lấy à, trường hợp ở đây là thân sẽ giao dịch với uh, với khách hàng à, mình công khai giao dịch luôn nha anh em ha. trước khi mà khách đặt xe bên cửa hàng thì thân chỉ cần nhận vài triệu thôi ha. À, sau khi giao bàn giao tới nhà anh em có thợ thầy cứ test xe thoải mái ha. hoặc là anh em có kinh nghiệm chơi xe anh em cứ chạy lên thoải mái mặc dù là có chế độ bảo hành rồi nhưng mà lúc giao xe anh em có thể test lại chừng nào mà vừa ý À, anh em mới cần xuống tiền nha rồi à, ví dụ như anh em không dự ý à, thân sẵn sàng trả cọc lại cho anh em à, cái đó là cái chuyện đương nhiên à, đúng với những cam kết ban đầu giống như thân tư vấn anh em áo hãng đồ hãng rồi, rồi à, đĩa hay mâm tất cả các thứ nha tất cả cái món này mà nếu mà đồ không đúng cam kết như lúc ban đầu à, thân sẽ hỗ trợ một đình một cho anh em hoàn đủ số tiền lại anh em yên tâm thằng đó nha à, ở đây là mình mua bán ở đây là rất là rõ ràng à, đặc biệt là trên trang mạng xã hội À, thằng lúc nào cũng công khai minh bạch hết anh em mình không có ngại chia sẻ giấu giếm gì hết nha những cái đồ mà thằng tư vấn anh em bên đây nè à, có sao mình gắn gì thì nói vậy thôi nha để cho anh em mình dễ tham khảo hơn nó kẹt quay lại gần chút kiệt cái bô này anh em muốn gắn thì anh em cứ nói với thằng nha bô này là bô hai dĩ bô hãng thì nó có hai loại nha à, bô có một dĩ với bô hai dĩ này nè sẵn nhóm quá mình quay chiếc xe đó trước luôn đi để anh em coi cái phần bô cho dễ đó cái bô đó là cái bô một dĩ anh em các bạn nào thích cái bô hai dĩ thì anh em cũng phải dặn thằng trước à, trường hợp cái bô mà một dĩ anh em thì cái cổ bô nó chằng, nó đơn giản nó gọn à, đắt cát thì mình cũng dễ vệ sinh hơn nha nhưng mà có cái là xài thời gian các bạn chạy tầm có khoảng năm 000 km đó cổ bô mình đỏ lên rồi nó xét xét xong rồi nhiều khi mình nhìn thấy nó xấu còn bô hai dĩ là nó che luôn phần đó luôn nha à, chứ nó phải nói đồ là xài trường tồn thôi chứ không có đâu các bạn đồ cũng phải hao mòn nhưng mà quan trọng á là cái cửa hàng mình sẽ đánh giá được nó chơi à, đẹp nhất trong khoảng bao lâu, giống như là cái mùa xuân nha các bạn Mùa xuân, mùa hạ, rồi tới mùa thu, mới tới mùa đông anh em à, Lúc mới giao thì là, lúc nào nó cũng là một cái hình ảnh rất là ok nhất nha anh em à, Nhưng mà nói về dòng xe neo này thì hầu như tất cả các bạn cũng có thể biết rồi ha à, Thân chẳng qua chỉ là cái người phục dựng nữa thôi ha. À, Mình không phải là à, mình bán không ha, mình cũng có chơi thời gian rồi ha anh em, thì à, mình thấy à, cái khả năng cái đồ hãng nó phục vụ được tốt nha anh em chứ là nó im hơn là những cái đồ mà anh em uh, tăng trang sử dụng lại à, thì thằng mới bắt đầu thằng làm mấy món này ha đây còn về phần uh, bình xăng tất cả các thứ nha anh em đây, thằng uh, đã vệ sinh ha xử lý tất cả các trong nha anh em đó không có bị uh, mục lũng không có bị xì này nọ hết thì uh, thân mới để lên chiếc xe mình làm nha còn tất cả những cái món này thân đều có bảo hành cho anh em hết nên anh em cứ yên tâm nha ốc hãng, xe bịch. Còn à, nói về sườn sơn tĩnh điện thì à, chắc có thể à, xài 10 năm. Ha. 10 năm thì à, nó quá là ok với cái dàn sườn sơn tĩnh điện các bạn. Ha. Mặc dù là sườn mới, à, sườn sơn mới nha, nhưng mà mình vẫn bảo đảm cho anh em được là bảo hành cho anh em ha. Đó. Còn à, học bình này, yên này, nọ cái thứ à, như cái ba game cũ, như cái khung cũ hồi xưa giờ không có thay đổi hết nha anh em. À, đợt này thì à, thân có thay đổi một số chỗ ha. À, về phần dàn à, chân và máy móc nha. À, tại vì à, mấy cái này mình bắt buộc phải tới thời kỳ mình làm rồi anh em ha à, chứ còn nói đồ gin đồ gin thì về mất công nhiều khi khách hàng lại lôi ra đi dọn lại lần nữa cực lắm ha thằng muốn làm một cái gì đó cho nó xong một lần một thôi nha anh em đây còn phía sau thì như bô hãng nè các bạn à, phục hãng nè ha ốc hãng xe bịch nha anh em đó thì những cái món này thì những cái món cơ bản thôi à, ai dọn xe à, khách hàng hay là cửa hàng nhiều nọ ta cũng đều muốn những cái món đồ đó nó theo anh em một thời gian lâu dài à, thành thử ra muốn ok muốn im thì mình phải sử dụng là đồ hãng xe bịch nha anh em Ê, còn à, chìa khóa thì à, thân sử dụng là chìa khóa hãng luôn nha anh em chứ à, ổ khóa ghim thì thường thường mấy đồ này à, xài cũng được ha. nhưng mà thôi à, một lần làm lần khó để tháo ra tháo vô cái xe các bạn nó bị nhão với thành thử ra thôi thằng làm làm luôn À, đó cũng trả uh, là bao nhiêu nha. thằng cố gắng thằng làm những cái món đồ mà nó hợp lý nhất cho khách hàng à, còn uh, về mẫu kế bên nha à, ở quên đó xíu nữa quên à, giá xe này thì hiện tại cửa hàng đang bán là giá 65 triệu cho một chiếc xe À, hồ sơ sẽ anh em rút hồ sơ sẽ không tốn phí nha nhặt xe cũng không tốn phí luôn à, bất kỳ chi phí nào phát sinh thì thăng sẽ hỗ trợ cho anh em hết vận chuyển cũng không tốn phí luôn nha anh em ha. anh em chỉ tính theo kiểu à, là chốt chiếc xe là giá tiền vậy thôi ha. chứ mình không có phát sinh bất kỳ chi phí gì thêm hết à, thăng làm là làm lần một vậy đó, đó dễ à, Chứ mỗi cái đẻ ra tiền đó thì nó cũng hơi khó khăn ha À, nhiều khi mấy ông à, hỏi vợ mua xe đồ nọ thì nhiều khi nó đẻ ra hoài mình thấy <laughs> cũng ngại các <ấy> bạn phải <laughs> thành thử ra à, giá này là để cho những anh em về à, sau vài tháng nữa mua cũng được à, mình có thể tham khảo à, chừng nào thằng nói lên giá là lên giá à, năm thì lên giá lặn thôi à. năm lên 10% phần trăm giá trị xe thì đó là bốn năm năm nay thằng đã đang đã và đang làm rồi anh em mà theo dõi kênh của hàng thì anh em biết ha à, cứ mỗi năm lên 10% phần à, trăm cho dù xe nó có lên có giá hay xuống giá thì nó thằng không cần biết À, nếu như tính theo kiểu thị trường bây giờ thì hầu như xe dọn thì chỉ có thân thấy là ở miền tây anh em chơi nhiều ha. À, em thì cũng trong số những cái cửa hàng mà thích dọn xe ha thì thân thấy đa số nhu cầu thị trường giờ thì người ta chơi gì không á giá cứ lên từng ngày cứ mỗi năm lên đều 10% phần trăm thôi chứ mình không nhảy nhót lung tung tại vì bản thân mình chỉ là chiếc xe dọn thôi chứ không phải là một chiếc xe mua về giống như những chiếc xe gin sưu tầm các bạn nên thành ra mình biết mình nằm ở vị trí nào mình không phải là những chiếc xe sưu tầm mà thành thử ra giá trị nó nó trong cái mức ổn định cứ mỗi năm bình quân lên 10 phần trăm theo cái đồng tiền Việt Nam mình đang bị lạm phát thôi chứ thực sự ra nếu mà theo kiểu tính như cái tiền dọn hồi xưa á nếu mà các bạn dọn ra một chiếc xe như thế này thì chi phí nó cũng vậy thôi có những anh em mà năm 27 28 á họ dọn nguyên chiếc xe nguyên con dọn dọn 50 triệu cũng bình thường thời nào cũng có người chơi hết chẳng qua là anh em chưa biết thôi à, ở đây thì thân cũng gắn bó với mấy này cũng lâu rồi các bạn nên thành ra mấy trắng đó thì vấn đề đó thì quá dễ rồi Quá dễ để mình nhận biết. Rồi, còn về phần chiếc xe này. Chiếc xe này khác với chiếc xe bên này cái đó, là cái con này là xe xăng cơ ha. À, xe này là phu trời ít xăng cơ đời 2011 ha, 2011. À con này thì thân cũng dọn lại full mới, xe thùng luôn nhưng mà có cái là áo trắng, à, pha với trá đèn. À thân phối nó là phối bánh căm chứ không phối bánh mâm ha. Còn à, tùy ý các bạn ha. khách thì cũng có à, nhiều loại khách ha. Người thì thích cái xe à, bơ này, người thích thích xe bơ kia ha, mỗi người một vơ à, thì theo thân thì mẫu này nó nói, nói vậy mà gắn cho phu ít rất là phù hợp nha à, tại vì cái mẫu này nó rất là hiện đại con phu ít cái bộ đồ nó ôm lắm ôm góc cạnh nha khuôn khổ lắm các bạn đây phía chân phía chân trước thân để quay cho anh em xem để đang sử dụng là đĩa hãng nha anh em quay gần lại cho các bạn xem cho dễ kìa niền thân cũng xài nền hãng giỏ giỏ hãng gột hãng luôn ha à, nói về phần dàn chân nha, thì thân đi phong cách của hãng à, nhưng mà phối lên tới dạng áo thì nó rất là phù hợp ha chứ không phải nói bánh câm là nhìn nó 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 không đã xe đâu bạn nhìn rất là ga xe nha ga gà, gà luôn á à, con này thì thằng chơi là thằng chơi đá độ với mấy anh em bên phú quốc luôn phú quốc thì đa số mấy anh em thích đi bánh mâm nha nhưng mà con này là thằng đưa về phú quốc chơi cho anh phong À, chơi bánh câm luôn à, chơi với mấy gà độ của anh về phần lóc này mời anh em mình cùng xem nha con này cũng vậy à, con này thì uh, chi tiết máy thì thăng làm cũng giống như chiếc xe đỏ thôi ha tất cả những xe này thì đều đều đúng cam kết hết à, nếu mà trường hợp mà xe thăng không đúng cam kết anh em cứ đưa xe lại anh chịu trách nhiệm hết nha à, bảo đảm cho anh em chăm chăm À, sườn lóc gấp phục sơn tỉnh điện ha anh em coi nè ha tiền nào thì của đó thôi các bạn ha nhiều khi mình à, mình tự chấm điểm mình thì nó lại mắc hay ha đó để anh em họ tự đánh giá lại cái chắc xe ha à, đợi khách hàng về họ tự nhận định thôi à, còn à, như mua xe của thằng thân thì nó dễ lắm nè mua chỉ việc đợi có xe lấy thôi rất là dễ à, khỏi cần phải đắn đo kiếm chỗ phụ tùng nào giá cho nó tốt nha. tại thực sự những cái chuyện đó là bản thân thân đây là thân tự tìm tòi thân làm các bạn nghề của thân nè còn chi tiết bên trong thùng xăng đồ các thứ thân cũng đã vệ sinh lại hết rồi nha anh em à, rất là sạch sẽ nha <laughs> à, làm từ trong ra ngoài à, cũng là sườn sơn tĩnh điện các bạn à, Mấy mấy này đã xài 10 năm thì thả ra luôn đi à, xe này thì thân làm tăng trang từ cục máy lên tới sườn luôn nha full hết sạch sẽ từ trong ra ngoài học yên hay nọ các thứ yên này nè à, yên này thì khỏi nói các bạn cũng biết đi, thân đang sử dụng là yên gì vậy ha còn ví dụ như trường hợp anh em thích một cái yên hai tầng ha, thì anh em phải dặn thằng trước yên hai tầng là anh em đi đế ghim hay là đế mới để thằng biết đường thằng làm nha cái đó là anh em phải dặn cho thằng trước một cái à, mình mới có bước chuẩn bị ổ khóa hãng nha anh em à, xe này thì xăng cơ nên đồng hồ nó là hai kim ha. thường thường gọi là full ít kim à, neo kim ha. cái này là thường thường là anh em sẽ nói cho đó công tắc bao tay gù tất cả các thứ nha đồ hãng sẽ bịch hết ba à, ga thì ba ga hãng luôn anh em ha. rồi kính thì cũng kính hãng honda kính này thì anh em đi được cái lợi thế á, là mình đi đường á cái mặt kính nó không có bị gung không bị nhòe nhiều khi mình gắn mấy loại kính bốn năm chục ngàn á nó bị gung lắm à, anh em nào xác định á đi kính này thì phải dặn thằng trước nha còn không thì sẽ thằng sẽ làm một cái cây kính kiểu thằng mua một cây kính kiểu thằng tặng anh em để anh em xài à, chứ còn ví dụ như anh em thích đi kính jean thì anh em dặn trước để thằng khỏi soạn cái kính kiểu cho anh em à, để tại kính này cũng bao bốn trăm ngàn cái rồi còn kính kiểu cũng vậy ha à, kính đồ chơi thường thằng xài h 2 c wizuma rồi đó thì nó cũng tầm khoảng bốn năm trăm mình mua nhiều thì giá nó tốt hơn thôi à, cũng giống như áo rồi nói các thứ này ha à, thang sử dụng cũng là áo hãng xếp bịch luôn nha đây đèn pha hai tầng để thang bạc cho anh em à, xe mà đèn halogen thì bình thường anh em thấy nhiều ha đây để thang bạc đèn pha hai tầng cho anh em xem đèn này đèn gọi là đèn pha hai tầng phân tầng nó sẽ không bị chóa nhưng mà có cái thì nó hơi bị tốn máu xíu thôi anh em nhưng mà thang dọn mà anh em lo gì ha cứ thả ra đi mua xe có thang thì thăng anh em đừng có ngại chi phí đừng có ngại là áo sống rồi nọ mắt sơn sườn sơn phuột này nọ làm máy nó mắt không cao tiền hay ốc mà mình không có mình xài ốc hãng nó tốn tiền không cần đâu anh em à, chỉ biết về cái giá xe thôi ha <laughs> anh em cứ yên tâm còn lại mọi chuyện ha những cái phần mà liên hệ đồ đạc làm xe hay nọ các thứ thằng tự quyết thằng làm cho anh em thiệt là tốt được ok ha chứ khỏi đắn đo phải gắn vào đồ đó mình nhót tiền cặn số chân chống đứng chống nghiêng gì đó ha tất cả các món thứ đó ngay các cái yên luôn nè à, thằng cũng không có cần mà phải đi lạp lại nữa anh em máy móc cũng vậy đây Di tiết này thì thằng đã phá đầu óc hết rồi nha anh em đó Thì đợi khách hàng về sử dụng thôi Nhâm sinh dĩa rồi nọ Thằng cũng đã chọn lọc hết rồi à Mình xài thường thường mình xài của Thái thôi anh em Hàng đi đi của Thái Lan á à, Còn cái giá xe cho anh em tham khảo chiếc xăng cơ này à, Là 53 triệu Nhưng mà nếu mà anh em mua FI cũng có luôn nha FI là 60 còn thằng này thì nó từ 65 tới 75 triệu nha giá ổn định từ đây tới cuối năm luôn nha anh em anh em mua xe thì cứ việc liên hệ với số điện thoại của thân à, còn mắc rẻ thì thôi thân nghe theo bác sĩ tú <laughs> anh em nào thấy uh, giá phù hợp thì anh em chơi thôi <laughs> cái đó là cái câu nói của bác sĩ tú à, truyền đạt với em nói chung là mấy anh em khách hàng của thân có nhiều cái cái lời uh, À, tư vấn rất là nhiệt tình ha với cửa hàng nhiều khi thăng thang ấy, nói bữa giờ dọn phụ tùng lên quá mấy anh em ơi à, giờ em cũng không biết làm sao à, giờ thôi à, mình à, xin phép mình cũng lên theo phụ tùng chút thôi nhưng mà mình cũng gán kìm lại cái giá chứ Nên anh em biết không mua chiếc xe mà mình liên hệ mình làm việc cái cửa hàng liên hệ với mấy ông phụ tùng honda này nó mệt mỏi lắm các bạn nhưng mà tại vì được cái mình làm số lượng ha nó trải qua nhiều cái cái cái, cái công đoạn rồi tới thành phẩm như thế này mình cũng khỏe vậy à, thành thử ra à, những cái lời à, chia sẻ của khách hàng nữa thân á à, thằng cảm thấy à, nó rất là hợp lý ha. chẳng hạn như mấy chiếc xe này à, anh em thấy phù hợp thì anh em cứ liên hệ với thân chứ thân không có ép buộc hay là ừ là các bạn mua phu chờ các bạn phải kiếm em không cần đâu <laughs> mình chỉ muốn làm ra những cái sản phẩm tốt nhất hết khả năng của mình ha còn ví dụ như sản phẩm nó có xấu có đẹp đi chăng nữa tùy anh em mình đánh giá, thăng không tự đánh giá sản phẩm của thăng đâu, <laughs> này là phải đợi khách hàng, à, chiếc này là chiếc thứ ba của anh khách này rồi thì chắc anh phong cũng có cái cảm nhận với thăng như thế nào ha, còn con này thăng cũng sẽ mong à, chiếc xe này là chiếc xe đầu tiên và cũng là thêm chiếc thứ hai thứ ba nữa, à, anh trai này cũng sẽ ủng hộ thăng, à, anh trai tinh sinh nha ở thành Mỹ tây châu phú an giang, rồi thôi thăng cảm ơn anh em rất là nhiều nha. À, chúc hai anh em à, về à, sẽ có những trải nghiệm thật là tuyệt vời khi sử dụng xe bên thân à, còn lại cái phần giấy tờ á thì bao à, khỏi tốn chi phí gì hết thì cái phần đó thằng sẽ sẽ hạn chế đề cập nữa. Còn lại giấy tờ như thế nào, cách thức ra sao thì dài clip nữa thằng sẽ làm thêm và tư vấn anh em thêm về những cái thủ tục à, của 2024 mình nó có giữ lại gì và bổ sung gì để cho anh em được nắm nha. À, rồi thôi thằng chào cả nhà, anh em nhớ cho thằng xin một lượt đăng ký thôi nha Tại vì một kênh thì chỉ cần một lượt thôi à, Chúc anh em có buổi trưa thật là vui vẻ nha Rồi thằng chào cả nhà